Các bạn coi như là nếu mà nói chuyện với nhau thì phải nói lịch sự, còn riêng bọn ba que thì mình không thể nói lịch sự được vì chúng nó toàn Đúng. là nói không à. Đấy, cái tốt thì nó bỏ xấu, cái hay thì nó bỏ dở. Thì bây giờ mình giải thích làm sao, giải thích cái bọn đấy làm cái gì mà nó lại nói bậy nói bạ mà nó lại còn chửi cả mình nữa, thì mình giải thích làm gì. Riêng cái bọn ba que ba sọc á là phải chửi. Đấy, còn mình nói chuyện anh em với nhau thì mình nói rất lịch sự văn hóa và coi như khuyên nhau. Bạn nói nhiều cái là rất là hay, rất là đúng, nhưng mà bạn chỉ nói với những người anh em mình thôi. Chứ còn bọn ba que nó chửi cả bạn đấy, nó comment nó chửi bạn đấy. Nhưng mà bạn không chửi lại là quyền của bạn, nhưng mà nhiều người người ta bức xúc, người ta giải thích nhiều rồi. Người ta lên mạng rất là nhiều lần và người ta cũng giải thích rất là nhã nhặn rồi. Nhưng mà gặp chúng nó lên cái là chúng nó nói ngang, chúng nó coi như là nói bừa, chúng nó xuyên tạc. Không nói thành có nói thành không. Đấy, thì ai mà giải thích với cái dạng đấy được, đúng không? Hàm mi công nhận không? Nhiều lúc bức xúc chứ, mình cũng muốn nó nói tử tế với chúng nó để nói thế nào để nghe coi như là nó phải có lý luận, nó phải có chứng minh, nó thuyết phục được người nghe. Đằng này nó toàn nói ba bữa cả thì mình giải thích làm sao? Phải không ạ? Bây giờ nó lại còn coi như là xuyên tạc, nó nói bậy nói bạ. Chính quyền rồi nói cái bậy nói bạ rồi nó xuyên nó xúc phạm cả Đúng cả cả bác Hồ cả chính quyền nữa, ai mà chịu được, đúng không? Đấy, cho nên là nhất là cái chuyện mà coi như là nó hô hào, nó hô hào bỏ lỡ xuống đường biểu tình này cái nọ, rồi nó hô hào cả bỏ coi như là phải mang bom xăng mới lại mang cái này cái nọ đi, coi như là nó như là nó khủng bố còn gì nữa, đâu phải biểu tình. Đấy, cho nên là bà con anh em mình khuyên nhau thì khuyên nhau rất là lịch sự, rất đàng hoàng, rất là làm sao mà mình nói coi như hồi là nãy tử mà tế để tâm mình lý gặp ông mà ra bà con chị em anh em mình hiểu 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 để đừng nghe cái bọn coi như là nó xuyên tạc nó hô hào. Chứ còn riêng cái đúng bọn đấy, nếu như mà tôi thì tôi góp ý thế này Hà My ơi, dạ tôi chỉ góp ý là ví dụ trên diễn đàn mình nói chuyện thì cho coi như là mọi người, cho bà con hay anh em kể cả trong nước ngoài nước nghe, thì mình ăn nói rất là lịch sự đàng hoàng, và mình cũng không cần phải đưa những cái đứa mình biết tổng là chúng nó là ở cái dạng phản động rồi, là cái dạng ba que rồi, thì mình chẳng cần phải đưa nó lên làm cái gì đấy, đúng anh lên nó nói nhiều cái nó ngang là tức thêm, cho nên là tốt nhất là đừng có đưa nó lên mạng, mà mình cũng chả giải thích được cái gì đối với chúng nó đâu đấy. Cho nên là tôi thì tôi nghe rất là nhiều những cái diễn đàn mà tôi thấy cũng ở dưới tôi nghe mà coi như tôi thấy bực, vì Hà My nói một đường thì nó lại chọc một nẻo, mà nó nói ngang nói bừa, cho nên là mình tức, mình cũng tức. Nhưng mà tốt nhất là những cái đứa đó, ví dụ như là cái thằng Hùng Lân hay là những cái thằng này thằng nọ, thằng Hùng Phạm hay là thằng gì đấy, coi như là nó mình biết tổng nó rồi, nó lên là mình chỉ bực thêm, là mình giải thích chả được đâu. Cho nên tốt nhất ấy, là không cho nó lên, lên mất thời gian. Đấy, mình nói anh em mình rồi bà con mà coi nghe để coi như là mà biết, mà tránh cái bọn nó xúi dại bỏ lượt xuống đường rồi làm cái này cái nọ, rồi mọi người cứ nghĩ là chúng nó hô như thế là rồi nó nói thế này nói nọ tưởng thật, rồi lại đi xem đi xem rồi chả phải đầu phải tai. Cho nên là tốt nhất ấy, là tới đây nếu như là có những cái nhóm nào mà nó đông mà nó cứ thế này thế nọ biểu ngữ biểu nhạc thế thôi, bà con tránh xa ra, không có là chả phải đầu phải tai đấy, còn để cho an ninh người ta làm việc đấy. Thì tôi chỉ có góp ý như thế thôi, còn riêng cái chuyện bảo bây giờ mình đang nói như thế này mà cái thằng ba que xỏ lá nào nó vào đây thì anh em coi như comment chửi cho nó vỗ mặt ra đi, cho nó cút mẹ đi, nó nói nó chọc vào đây làm gì, nói nó cái dạng ba bữa. Cho nên là mình comment mình chửi thật thật nó là nó cút ngay thế thôi. Thế mà mình vào nếu như mà có thời gian á, mà vào những cái coi như là những cái like của thằng Trương Chột hay là thằng Tân Tân Thái á, nó vào á, thì nhiều người vào đấy chửi vỗ mặt nó luôn, còn nó lúc nào nó coi như lốc mình thì thôi, còn nó không lốc mình thì mình cứ chửi chửi vỗ mặt cho cái thằng Tân Thái nó đứt mạch máu chết mẹ chưa. Chứ còn bây giờ mình chả giải thích được cái gì đâu, mà nó có cho nó mình lên thì mình nói vài câu là nó không nghe đâu. Đấy. Nó cố tình là mình không giải thích được. Nó cố tình mình không giải thích được. Đấy nó Bây cố giờ là tình mình thôi. phải giờ là giống như giờ mình dân là mình phải đứng lên đứng dậy để chống lại cái tụi này.
Đúng rồi, để mình chống lại chứ cho anh tụi em, để cho nó khỏi anh chị em mình thừa chứ lịch mà sự đúng không, đâu phải muốn lên đây mà coi như là nói bậy nói bạ hay chửi bới làm cái gì, nhưng riêng cái bọn đấy không thể lịch sự được đấy, nó mà thò mặt vào đây anh em mình comment chửi vỗ mặt cho nó coi như liên tục là nó phải phắn được chưa. Thôi tôi chỉ nói thế thôi để nhường diễn đàn cho người khác anh. nhé. Cảm ơn anh, Chào tạm Hòa biệt Minh nhé, anh. chào Dạ mọi người nhé. em mời chị Lisa này. Hùng Phạm, chị Lisa không có camera đó chị ơi, chị thoát ra là chị vào lại đi với mày. Ông Hùng Phạm ở đây không có ai mà toàn dân dân đứng lên với mày hết á, nghe chưa?